tiếp tục ha. Đây là phần cũ, còn phần mới của mình nè. Vẽ và copy nhiều khung. Để vẽ và copy nhiều khung thì mình vẽ một, sau đó sẽ dùng cái lệnh là edit step and repeat để thêm dòng và cột, sau đó các bạn chèn hình vô nha. Hình ở bên trong một cái khung thì nó gọi là content, còn cái khung ở bên ngoài nó gọi là frame nha. Mình biết để mình sẽ có cái lệnh để mình điều chỉnh, có cái lệnh để mình điều chỉnh đó. Cái lệnh để mình chỉnh đó là lệnh offset fitting, chỉnh nè các bạn, chỉnh hình nè. Thì chúng ta sẽ có lệnh là object. Các bạn còn nghe không? Object fitting. Rồi mình chọn các cái lệnh bên trong này nha. Đó, đây chính là cái lệnh để mình chỉnh hình. Đó, thầy bôi màu đỏ lên nó quan trọng ha. Rồi. Ví dụ ha. Ví dụ thầy có tạo một cái file mới như thế này. Bây giờ thầy sẽ vẽ một cái khung. Trong cái InDesign nó có hai kiểu khung, khung hình và khung text. Tuy nhiên đối với các cái version mới thì cái việc này nó cũng không còn phân biệt nhiều nữa các bạn. Có nghĩa là các bạn vẽ một cái khung text này, tuy nhiên mình vẫn có thể chèn hình vô đó được. Và ngược lại một cái khung hình, các bạn chỉ cần dùng công cụ text các bạn click vô là nó tự động nó chuyển đổi hết nha. Rồi lúc này các bạn copy ra nè các bạn. Các bạn copy ra thì các bạn sẽ dùng cho thầy cái lệnh là edit step and repeat, step and repeat, control alt left u. Lúc này nè các bạn, row là số dòng, ví dụ đây là 3 dòng, column là số cột, là 4 cột. Tại sao chưa thấy cột? Lý do là cái khoảng cách này chưa có ha. Chiều này nó quá lớn rồi các bạn. Thì mình giảm xuống ví dụ còn 45. Đó, nó gần rồi mình giảm xuống nữa ha. Nó ví dụ cho 4 cột đi các bạn, xử lý rất là nhanh chóng gọn lẹ. Chiều ngang ví dụ 50, 4 cột nó hơi bị dư, mình giảm xuống còn 3 đó, và mình tăng cái khoảng cách lên, tăng khoảng cách lên. Rất nhẹ ha. Đó, ok các bạn. Rồi lúc này các bạn chèn hình nè, chèn nhiều hình vô nhiều khung. Đó, thì các bạn không cần phải ngồi các bạn chọn từng cái khung để các bạn chèn đâu. Các bạn bỏ chọn hết đi. Các bạn chọn file, play. Đó, trên lệnh play thì có sẵn mấy cái hình của thầy, thì thầy sẽ chọn, thầy chèn vô luôn nha. Đó, thầy chọn đại như này các bạn, thầy chọn open. Thì lúc này mình có một cái giải 10 hình, một cái danh sách gồm 10 cái hình ở trong cái phần mình muốn chèn vô. Cái hình này các bạn muốn chèn ở khung nào các bạn click vào khung đó một cái. Được chưa? Hình này ví dụ mình muốn đây mình click vô. Hình này ví dụ mình không thích mình nhấn F kép, nhấn F kép một lần là bỏ qua hình đó. Được chưa? Đó, hình này dĩ nhiên là thích rồi. Hình này các bạn. Đó, hình này mình thấy nó đây rồi nhưng mà ở dưới nó lại có hình nữa, nhấn F kép một cái. Được chưa? Hình này ha. Đó, rồi hình hình này. Đó, hình này. Rồi ok, vậy là đã xong hết cái các cái hình chèn vô. Nếu mà giống như mình làm thủ công bình thường á, là mình cứ chọn vô hình, sau đó mình nắm mình thu nhỏ, mình nắm mình thu nhỏ góc trên góc dưới gì đó. Nhưng mà khi các bạn có nhiều hình như thế này thì các bạn làm nó sẽ bị chậm nha. Cho nên thay vào đó chúng ta sẽ chọn cái lệnh để chúng ta điều chỉnh cho nó, chọn lệnh để chúng ta điều chỉnh cho nhanh. Lệnh đó là lệnh gì các bạn xem nè, mình dùng object fitting nha, với cái đặc điểm là hình ở bên trong nó gọi là content, khung ở bên ngoài nó gọi là frame. Thì các bạn xem nó fit được cái gì nha. Fit có nghĩa là ép vào á các bạn, ép vào cho nó vừa kích thước đây. Rồi ví dụ cái hình này đi, ví dụ cái hình này đó, thầy chọn vào đây thầy nói là object fitting. Hình đó là content cho nên thầy sẽ chọn fit content to frame, có nghĩa là fit hình vào khung. Đây các bạn coi, nó rất là nhanh chóng và đơn giản ha.
chọn đây các bạn, chọn Object Fitting. Nó có phím tắt luôn, nếu các bạn nhớ thì các bạn làm rất là nhanh. Content to Frame. Đó. Vậy là xong các bạn thấy không? Rất là nhanh. Có nhiều bạn hỏi giờ em quét chọn hết được không? Được nha, cứ quét chọn hết Object Fitting. Fit lần 1 Content to Frame. Đó. Vậy là xong các bạn. À, tuy nhiên khi các bạn fit xong đó, các bạn zoom lớn lên thì các bạn thấy là cần điều chỉnh một số cái hình. Ví dụ hình này nè, khi mà mình fit cái hình vữa khung á thì có một cái đặc điểm là cái hình nó hơi bé mà cái khung xung quanh thì nó không nói lên điều gì, cho nên mình lít vô giữa hình này các bạn, mình có thể đặt chỏ đây, giữ shift kéo ra. Đó, giữ shift kéo ra. Đó, và bây giờ để đảm bảo mình canh giữa cái hình này vô khung, các bạn chọn lại, các bạn nói là Object Fitting. Object Fitting các bạn nói là Center Content, có nghĩa là hình nằm giữa khung. Đó, tương tự bên đây cũng vậy. Bên đây cũng vậy. Nha, mấy không gian tối tối này không cần giữ shift kéo lên. Mà nếu vậy đẹp rồi thôi khỏi canh giữa nữa. Được chưa các bạn? Ngược lại nha. Ngược lại ví dụ thầy nhấn là Play một cái hình vô đây. Lên cái hình bất kỳ vô đây. Đó. Thì lúc này á, các bạn muốn ép cái khung cho nó bự bằng cái hình á, thì các bạn sẽ nói gì? Chọn ngay khung này các bạn. Các bạn nói là Object Fitting. Đó. Frame to Content, có nghĩa là khung nó sẽ phóng lớn bằng với cái hình. Nó sẽ ra cái hình vậy các bạn. Nha. Thì chúng ta có mấy cái lệnh này. Mấy lệnh mà chúng ta cần nhớ Object Fitting. Thứ nhất là Frame to Content, có nghĩa là khung nó phóng lớn bằng với cái hình. Content to Frame có nghĩa là cái hình đó, nó sẽ thu nhỏ hoặc phóng to bằng với cái khung. Ngược lại, Center là đơn giản là canh giữa cái hình và khung. Được chưa? Tuy nhiên ba lệnh này vẫn chưa đủ xài. Chưa đủ xài là như thế nào? Ví dụ như là chỗ này, ví dụ như là ở cái chỗ này mình không cần cái khung hình lớn, mình chỉ cần cái khung hình nhỏ cỡ này thôi. Nha, vậy thì nếu mà các bạn quét chọn, các bạn nói là Object Fitting. Object Fitting. Content to Frame, cái là cái hình các bạn bị ngắn hết. Bị ngắn hết. Ví dụ như là mình cao 1m6 thì bây giờ nó còn chỉ có là mấy mươi thôi, còn nửa thôi. Còn nửa hình. Được không? Đó, vậy là không được. Vậy gọi là biến dạng trong thiết kế đồ họa, mà bạn nào mà làm hình bị thấp vậy là không được, biến dạng hết rồi đúng không nha. Thì thay vào đó chúng ta sẽ có một cái lệnh khác các bạn, đó là lệnh Object Fitting. Fit Frame Proportion. Ở đây các bạn chọn cái anh này nè các bạn, cái đầu tiên này đó. Thì anh này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái nó sẽ fit cái hình các bạn theo khung đó, nhưng mà không làm biến dạng cái hình nha. Vậy lúc này nó sẽ dẫn đến tình trạng là cái hình nó có thể là bị ẩn bớt ở đâu đó, thì mình sẽ lít vào giữa vậy, mình giữ shift, mình di chuyển nha. Vậy là sử dụng một cái lệnh auto với lại mình chỉnh sửa thêm, thì lúc này sản phẩm các bạn mới coi được, chứ không phải là cứ ép auto đẹp ha. Không có chuyện auto đẹp nha các bạn. Rồi, alo, còn nghe thầy nói nữa không? Ừ, thầy phải hỏi chừng chừng vậy đó, nhiều khi mạng nó bị chậm á, bị chập chờn thì thầy biết nha. Rồi, tiếp tục các bạn. Tiếp tục, bây giờ mình có mấy cái khung này rồi nè. Mình có mấy cái khung này rồi, bây giờ mình có thể chỉnh sửa. Ví dụ như là các bạn chỉnh vậy, các bạn chỉnh phóng to thu nhỏ vậy ha. Rồi các bạn nắm, các bạn kéo cái anh này ra. Nếu mà mình chỉnh như thế này, mình có đảm bảo là khoảng cách từ đây đến đây bằng từ đây đến đây được không? Câu trả lời là dĩ nhiên là không rồi đúng không? Đó, vậy thì để chỉnh được cho tốt á, các bạn có một cái công cụ để các bạn chỉnh các cái cột này nè. Các cái cột của hình ảnh á, thì đó chúng ta sẽ dùng cái công cụ Wrap Tool, phím U. Đây các bạn, anh này mình nắm mình kéo. Mình nắm mình kéo. Mình chỉnh á các bạn. Thấy không? Chỉnh. Đó. Ví dụ như là lúc nào mình cũng làm là dòng cột như thế này thì nó bình thường quá. Lâu lâu mình cần thay đổi, có cái cột to, cột nhỏ. Cột đều nhau vậy thì làm một kiểu. Thấy không?
nhưng mà một kiểu dùng hoài nó cũng chán, nó không gọi là design, không gọi là thiết kế được, cho nên là các bạn cần phải thay đổi. Thì lúc này các bạn lấy cái wrap tool này, các bạn đặt vào đây, các bạn kéo, các bạn thấy không? Đó, tuy nhiên kéo ở đây các bạn thấy gì, hình nó tự động phóng to thu nhỏ theo, rất là lợi hại các bạn, thấy không? Đây các bạn, hình nó tự động nó phóng to thu nhỏ theo. Làm sao để làm được cái điều này? Thì lúc này các bạn phải sử dụng cho thầy cái lệnh nè. Đó. Ở bên đây các bạn dùng Wrap Editor các bạn chỉnh thì nó cũng ok, nhưng mà hình nó không có chạy theo. Khung đi đâu đi à, hình đi đâu đi à, ha, không dính dáng gì với nhau. Thì nếu các bạn muốn dính dáng với nhau nha, nếu các bạn muốn dính dáng với nhau thì các bạn phải chọn hết cái này, các bạn nói là Object Fitting. Đó, các bạn chọn cái lệnh cuối cùng này, Frame Fitting Option có dấu 3 chấm. Lệnh nào có dấu 3 chấm có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là nó sẽ mở cho các bạn một cái bảng để các bạn chỉnh. Vậy thì ở đây thầy sẽ chọn Object Fitting, chọn là Fit Frame Fitting Option. Đó, lúc này mình chọn Auto này, Auto là ok, tự động rồi ha. Bây giờ mình sẽ chọn cái lệnh quen thuộc Frame Proportion. Đó. Fit Frame Proportion. Rồi lúc này các bạn sẽ cho cái đường viền của nó, cho nó sát viền là cho nó không, top left right gì không hết nha. Bật cái tỷ lệ lên hết. Đó, vậy là cái hình nó tự động nó ép vào khung, bấm ok các bạn. Khi các bạn auto fit vậy, các bạn lấy cái wrap này các bạn kéo này. Các bạn thấy không? Nó tự động chạy theo. Rồi đó chính là cái vấn đề là chèn nhiều khung hình thì chúng ta sẽ cần một cái công cụ hỗ trợ, đó là Wrap Tool để chỉnh các cái cột. Công cụ số 2 đó là Object Fitting. Cái này là xài nhiều nhất nha. Rồi sau đó mới tới cái những cái anh này. Rồi anh fit tự động ở đây. Được chưa? Rồi tiếp tục các bạn. Ở đây là nó theo dòng, theo cột. Đôi khi chúng ta cần có một cái sự lệch cột. Đó. Giữ Alt Tab kéo ở đây. Đây các bạn, ví dụ thầy cần một cái độ lệch cột nhiều hơn. Đó, ví dụ trên đây thì cột nó như thế này nhưng mà dưới này nó khác. Vậy thì lúc này nếu mà các bạn dùng anh này các bạn chỉnh không được, chỉnh trực tiếp vậy nè, về là lệch rồi nè. Thấy không? Đó, nhưng mà vậy thì khoảng cách này đâu đều. Cho nên lúc này các bạn phải dùng đến cái công cụ Wrap. Công cụ Wrap này nè các bạn. Thôi mình chỉnh nhưng mà chỉnh nó bị ảnh hưởng hết các bạn. Chỉnh nó bị ảnh hưởng hết. Nha. Vậy thì làm sao cho nó không bị ảnh hưởng đây? Các bạn chỉ còn có cách là các bạn chọn mấy đối tượng này, các bạn nói là Object Lock khóa lại. Đó, rồi lúc này mình dùng cái Wrap này mình chỉnh nè. Ha, chỉnh ví dụ anh này qua đây ha. Rồi chỉnh anh này qua đây ha. Đó, rồi tiếp tục các bạn. Mình lại chọn cái cột này, mình nói là lock, object lock, control L nha. Mình lại chỉnh cột bên dưới này nè các bạn, chỉnh cột bên dưới ha, chỉnh cột bên dưới nè. Đó, rồi sau khi mà các bạn chỉnh xong hết thì các bạn sẽ nói là object unlock all. Vậy là xong ha, các bạn đã có những cái dòng, cái cột, có những cái kiểu trình bày lệch với nhau rất là đẹp.